có một nhận định rất hay ho như thế này: kẻ thù chính là bả mai tốt nhất trên đời. Quả đúng như vậy, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Và câu nói này đã thực sự ứng nghiệm vào những người đồng minh trong cuộc thế chiến lần thứ hai. Với tư cách là những cường quốc đi lên bằng con đường tư bản chủ nghĩa, Anh và Mỹ chẳng ưa gì Liên Xô, nơi đề cao tôn chỉ bình đẳng bằng chủ nghĩa cộng sản. Nhưng bằng một cách nào đó mà phát xít Đức đã xuất hiện và biến thành một chất keo hoàn hảo để kết nối những kẻ thù cùng đứng chung trên một chiến tuyến. Nhưng tới năm 1945, Berlin sụp đổ và chế độ phát xít Đức đến tới cực hạn, thì cũng là lúc mà những người đồng minh đã trở mặt thành thù. Hòa bình lập lại, người dân châu Âu đã quá mong chờ về một ngày ngừng tiếng bom tiếng súng. Thế nhưng ẩn khuất sau sự giả tạo đó, suýt chút nữa một cuộc chiến tranh đã nổ ra. Anh và Mỹ đã xây dựng một kế hoạch hoàn hảo để đánh úp và xóa sổ một Liên Xô vừa bước ra từ cuộc chiến, ngăn chặn làn sóng của chế độ cộng sản. Hòa bình lập lại trên giấy, nhưng trên thao trường thì lửa chiến đã chuẩn bị nổ ra. Vậy thì rốt cuộc kế hoạch của Anh và Mỹ là như thế nào? Nó có thực sự được triển khai hay không? Hãy cùng Battlecry đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Những kẻ thù đứng chung chiến tuyến. Một trong ba lãnh đạo quyền lực nhất của phe đồng minh trong cuộc thế chiến hai là Thủ tướng Anh Winston Churchill, bị cáo buộc là một người không bao giờ khoan nhượng với chủ nghĩa Bolshevik, ý thức hệ bao trùm lên toàn bộ Liên Xô và Đông Âu vào thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, đó là câu chuyện sau khi nước Đức sụp đổ. Trước đó, khi mà phát xít Đức còn hoành hành khắp châu Âu, Winston Churchill là người có xu hướng thân thiết với Joseph Stalin hơn cả. Nước Anh đã trở thành một người chiến sĩ kiên trung và đáng tin cậy của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, những đoàn xe tăng T-34 đã dần tràn sang Tây Âu, áp sát nước Đức. Các vùng giải phóng được phủ bóng bởi tư tưởng cộng sản đã buộc ông Churchill phải thay đổi tâm trạng và góc nhìn về người bạn đến từ phía đông. Đầu tháng 5 năm 1945, khi cuộc tấn công cuối cùng của Hồng quân vào sao huyệt Berlin chuẩn bị diễn ra, thì Churchill đã có một bức điện khẩn cho Ngoại trưởng Anh Anthony Eden để nói về tai họa mà Liên Xô sẽ đem tới cho châu Âu, cũng như sự đe dọa đến vị thế cường quốc của Anh. Những điều khủng khiếp đã xảy đến, một cơn thủy triều của sự thống trị Nga đang tràn về phía trước. Sau khi thủy triều đó quét qua, các lãnh thổ dưới sự kiểm soát của Nga sẽ bao gồm các tỉnh của Baltic, toàn bộ Đông Đức, toàn bộ Tiệp Khắc, một phần lớn diện tích của Áo, toàn bộ Nam Tư, Hungary, Romania và Bulgaria. Với những quốc gia tư bản, sợi dây liên kết quốc gia chính là tư tưởng dân chủ tự do, và dĩ nhiên làn sóng tập thể hóa do Liên Xô mang tới chính là nhát dao đâm chí tử vào việc truyền bá tư tưởng của Anh hay phần nào đó là Mỹ đến toàn châu Âu. Làn sóng đỏ theo chân của Hồng quân tiến về phía Tây chính là mối đe dọa nguy hiểm cho thế giới tự do. Như một sự nguy hiểm mới, nước Đức chuẩn bị sụp đổ, thế nhưng Churchill thì vẫn cứ mất ngủ. Nỗi lo của ông đã không còn nằm ở Berlin, mà nó đã chạy tới phía đông, đến Moscow. 10 năm sau, trong một cuốn hồi ký của mình, Churchill đã miêu tả lại tâm trạng của mình vào thời khắc lịch sử đó như sau: Nhật Bản vẫn chưa bị chinh phục, bom nguyên tử thì vẫn chưa được sinh ra, thế giới thì hỗn loạn, sợi dây liên kết chính khi không đối mặt nguy hiểm, sợi dây từng đoàn kết các nước đồng minh giờ đã biến mất. Trong mắt tôi, mối nguy từ Liên Xô giờ đã thay thế cho kẻ thù quốc xã. Trong mắt vị thủ tướng của nước Anh, tình bạn đẹp với Liên Xô đã trôi xa. Nước Đức sẽ sụp đổ, nhưng nước Anh thì sẽ phải đối mặt với một kẻ thù mới, nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần, đó là Liên Xô. Việc mà nước Anh cần phải làm bây giờ chính là tìm mọi cách để kiềm tỏa con thú sắp sổng chuồng này. Và chính vì lẽ đó, ngay từ khi những người lính Hồng quân vẫn còn đang tất bật với kế hoạch hạ sát Berlin, thì tại London, một mệnh lệnh đã được Churchill truyền xuống Ban Tham mưu Liên Hợp của các lực lượng vũ trang Anh nhằm phát triển một kế hoạch chống lại Liên Xô sau khi Thế chiến II kết thúc. Và ngay sau khi Đức Quốc xã sụp đổ, chưa đầy một tháng, bản kế hoạch đầu tiên được gửi tới lãnh đạo của Anh, đó là chiến dịch Unthinkable, dịch ra là không thể tưởng tượng nổi. Barbarossa phiên bản Anh quốc. Mục đích chiến dịch quân sự chống Liên Xô được ghi rõ là để áp đặt lên Nga ý chí của Mỹ và đế chế Anh. Những thứ được trình bày trong kế hoạch này khá là mơ hồ, nhưng về cơ bản là Mỹ và Anh sẽ cùng liên kết, dùng sức mạnh quân sự để áp chế Liên Xô.
mở đầu bằng việc đánh đổi Hồng quân khỏi Đức và Ba Lan. Ban tham mưu liên hợp của quân đội Anh nhấn mạnh rằng quân đồng minh sẽ giành chiến thắng trong các trường hợp sau. Đầu tiên là chiếm được các khu vực đô thị của Nga, khiến năng lực chiến tranh của nước này xuống thấp đến mức không thể kháng cự thêm được nữa. Hoặc tổ chức một trận đánh lớn với Hồng quân, một thất bại có tính quyết định của Nga trên chiến trường sẽ khiến Liên Xô không thể nào tiếp tục cuộc chiến nữa. Chỉ cần một trong hai điều kiện trên thành công, thì cán cân quyền lực sẽ lại dịch chuyển về phương Tây. Theo như những gì được tính toán, thì kế hoạch Barbarossa phiên bản Anh quốc sẽ được bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 1945. 47 sư đoàn của Anh và Mỹ, bao gồm 14 sư đoàn thiết giáp, sẽ mở hai cuộc tấn công mãnh liệt vào lực lượng của Xô Viết ở miền Bắc và miền Nam nước Đức. Sau khi đạt thành công chiến dịch, họ sẽ đột kích vào Ba Lan. Ngoài lực lượng chủ lực, chiến dịch này dự kiến sẽ tái lập và tái vũ trang 10 sư đoàn, gồm các thành viên thuộc quân đội phát xít Đức trước đây, đồng thời đưa các đội hình vũ trang của Ba Lan để chống lại Liên Xô vào quấy phá phía sau lưng của Hồng quân. Các chỉ huy quân sự của Anh và Mỹ tiên liệu rằng quân đội Liên Xô có thể chiến đấu sòng phẳng với họ trên phương diện bộ binh và tăng thiết giáp. Thế nhưng, về mặt hải quân thì Liên Xô hoàn toàn không đủ tuổi. Không quân Hoàng gia Anh cũng có đôi chút lợi thế nếu chiến đấu với không quân Liên Xô. Churchill cùng phe chủ chiến trong chính phủ của Anh muốn đánh cược vận mệnh của quốc gia vào cuộc chiến này. Nếu như Liên Xô không bị bất ngờ và thất bại nhanh chóng thì nước Anh rất có thể sẽ lầm nguy. Một khi Liên Xô không bị buộc phải ngồi bàn đàm phán thì rất có thể xung đột vũ trang sẽ leo thang và thế chiến thứ 3 sẽ nổ ra lập tức ngay khi mà thế chiến thứ 2 vừa kết thúc. Tuy nhiên, trái ngược với sự cuồng loạn của phe chủ chiến, những tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm của quân Anh chỉ ra rằng việc tấn công và hạ gục Liên Xô trong một thời gian ngắn là một nhiệm vụ bất khả thi. Và dĩ nhiên là đế chế đỏ không hề sợ một cuộc chiến tranh tổng lực và kéo dài. Từ kinh nghiệm của phát xít Đức, việc chiếm đóng vùng lãnh thổ rộng lớn của Liên Xô không làm cho chế độ chính trị ở đó sụp đổ, cũng không chấm dứt được phong trào kháng chiến của một đối thủ có nguồn nhân lực khổng lồ, bất chấp ưu thế của hải quân đồng minh trên biển. Lực lượng này cuối cùng gần như không thể đóng vai trò đáng kể nào trong một cuộc chiến như vậy, vì đơn giản là lãnh thổ của nội địa của Liên Xô quá lớn. Nhìn đi nhìn lại, người Anh hoàn toàn không có bất cứ cơ sở nào để có thể khai chiến với Liên Xô. Lá bài mạnh thứ hai đó là lợi thế tổng lực của không quân chiến lược. Với 2.750 máy bay ném bom của phe đồng minh, đối chọi với chỉ 960 máy bay của Hồng quân cũng khó có thể triển khai thành công. Khoảng cách từ các cơ sở công nghiệp của Liên Xô là rất lớn. Đã vậy thì các cơ sở tại đó lại nằm phân tán trên lãnh thổ rộng lớn của Liên Xô, khiến cho việc triển khai máy bay tấn công vào các cơ sở đó không hiệu quả như trường hợp tấn công nước Đức. Tuy vậy, thì nhân tố chính khiến chiến dịch Antinable bất khả thi chính là quân số khổng lồ của Hồng quân. Theo tính toán của Anh, để đối phó với 47 sư đoàn của Anh và Mỹ, Liên Xô có thể tung ra một lực lượng to tương đương với 170 sư đoàn của phe phương Tây. Trong đó thì có tới 30 sư đoàn thiết giáp. Các báo cáo quân sự của Anh quốc chỉ ra rằng Liên Xô đang có một lực lượng khổng lồ trải dài từ Đông Âu sang Trung Âu. Điều này khiến cho quân đồng minh dù có lợi thế về khí giới, tinh thần, thế nhưng việc đánh bại Liên Xô nhanh chóng là điều không thể. Hồng quân Liên Xô là một đối thủ không thể động tới. Tài năng của những vị chỉ huy cùng tinh thần lên cao sau chiến thắng trước cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại là quá đủ để đánh bại bất kỳ một kẻ thù nào. Hơn nữa, các chuyên gia quân sự của Anh còn nhận định rằng Liên Xô có thể chiếm Na Uy, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ vậy, sẽ cắt đứt được tiếp cận của hạm đội Anh và Mỹ đối với Biển Đen nếu như cuộc xung đột thực sự nổ ra. Hơn nữa, triển vọng Nga liên minh với Nhật Bản là hoàn toàn có thể xảy ra, và những người nên sẵn sàng phòng thủ không phải là Liên Xô mà lại chính là liên quân Anh và Mỹ. Nước Mỹ có thể nằm ở bên kia địa cầu, rất xa xôi so với đế chế đỏ, thế nhưng nước Anh thì không. Nếu Liên Xô có tham vọng thì quốc đảo sương mù sẽ chính là con mồi đầu tiên bị nhắm tới. Thế nhưng, đi ngược lại với những phân tích quân sự ở trên, Churchill vẫn nhất quyết tin rằng chưa có tấn công mới giúp nước Anh phòng thủ, và niềm tin của ông thì lại càng được củng cố khi nước Mỹ đã chế tạo thành công bom nguyên tử và thử nghiệm tại Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945. Cả thế giới phải run sợ trước sức mạnh của người Mỹ. Churchill và phe chủ chiến tại nước Anh đã hy vọng rằng có thể thuyết phục được Nhà Trắng ném bom Liên Xô. Thủ tướng Churchill lập luận rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại nước Nga Xô Viết đã suy kiệt vì chiến tranh với người Đức, nhất định sẽ đánh bại Kremlin và tránh thương vong cho Mỹ và Anh.
Tất nhiên là ở đây, chúng ta sẽ không bàn tới vấn đề nhân đạo. Bởi vì nếu Mỹ ném bom nguyên tử xuống Liên Xô, thì đau thương sẽ nối tiếp đau thương tại mảnh đất đã 4 năm liền chiến đấu với Đức Quốc xã. Churchill có thể sai với cả thế giới, thế nhưng ông ta đã có thể khiến nước Anh hùng mạnh một lần nữa. Vậy là quá đủ. Một ghi chú từ kho tàng thư của FBI, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, nói rằng ông ấy, tức Winston Churchill, chỉ ra rằng nếu một quả bom nguyên tử được thả tới điện Kremlin, thì điện này sẽ bị quét sạch và sau đó rất dễ xử lý nước Nga, lúc này đã mất phương hướng. Thế nhưng rốt cuộc thì Mỹ đã không triển khai kế hoạch ném bom Liên Xô. Điều này khiến Anh buộc phải thay đổi chiến lược tác chiến một cách chóng mặt. Tham vọng của người Anh có thể lớn đấy, thế nhưng những ánh dương huy hoàng của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đã mãi mãi ở lại thế kỷ thứ 19. Thế kỷ 20 là cuộc chơi của Liên Xô và Mỹ, và người Anh buộc phải tuân theo luật chơi do hai gã khổng lồ này vẽ ra. Từ tấn công chuyển sang phòng thủ. Việc không thể thuyết phục được Mỹ khiến Thủ tướng Churchill buộc phải từ bỏ kế hoạch tấn công Liên Xô. Thay vào đó, ông thông qua một kế hoạch phòng thủ quần đảo Anh. Kế hoạch này vẫn mang tên là Unthinkable. Chính trị gia này lo sợ rằng nếu Mỹ rút hầu hết quân của mình ra khỏi châu Âu, thì lãnh tụ Liên Xô Stalin sẽ chắc chắn là không bỏ lỡ cơ hội này để chinh phục toàn bộ lục địa. Trên thực tế, Liên Xô đã kiệt sức sau cuộc chiến tàn khốc với Đức Quốc xã, nên sẽ không phát động bất cứ một cuộc chiến quy mô nào trên châu Âu. Trong bối cảnh đó, vào ngày 23 tháng 6 năm 1945, luật về phục viên lục quân và hải quân được ban hành. Trong một vài năm sau đó, lực lượng vũ trang Liên Xô được cắt giảm từ 11 triệu người xuống chỉ còn 3 triệu người. Ngoài ra, thì số lượng vũ khí khí tài của Liên Xô đóng ở Đông Âu và Nam Âu cũng giảm đáng kể. Chỉ một thời gian sau, quân đội Liên Xô mới quay trở lại nơi đây khi mà thế giới đã thực sự bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Về phần nước Mỹ, dù đã bỏ ngoài tai kế hoạch ném bom nguyên tử xuống Liên Xô vào giai đoạn 1945-1946, thế nhưng kế hoạch tấn công Liên Xô bằng ưu thế về bom nguyên tử vẫn được sắp đặt vào giai đoạn sau đó. Theo các nhà nghiên cứu về Mỹ, thì trong khoảng thời gian năm 1945 đến khi Liên Xô cho nổ quả bom hạt nhân đầu tiên vào năm 1949, thì Lầu Năm Góc đã xây dựng ít nhất là 9 bản kế hoạch chiến tranh hạt nhân nhắm vào Liên Xô. Trong cuốn sách Giành chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân, các kế hoạch tác chiến bí mật của Lầu Năm Góc, các nhà nghiên cứu đã hé lộ các chiến lược của Mỹ nhằm phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân nhắm vào Nga. Các kế hoạch tấn công trước do Lầu Năm Góc thiết kế đều nhắm vào việc hủy diệt Liên Xô mà không để cho Mỹ chịu bất cứ một thiệt hại nào. Kế hoạch Drop Shot, tức bỏ nhỏ, năm 1949 vạch ra viễn cảnh mà Mỹ sẽ tấn công Liên Xô và thả ít nhất là 300 quả bom hạt nhân cùng với 20.000 tấn bom thông thường lên 200 mục tiêu ở 100 khu vực đô thị, bao gồm cả thủ đô Moscow và thành phố Leningrad, ngày nay là Saint Petersburg. Ngoài ra, thì các chiến lược gia của Mỹ còn đề xuất mở một chiến dịch lớn trên bộ cùng với các đồng minh châu Âu nhằm giành một chiến thắng trọn vẹn trước Liên Xô. Tuy nhiên, lý do lớn nhất khiến Mỹ không được như ý nguyện đã nói ở trên, đó chính là việc Liên Xô đã thành công chế tạo bom nguyên tử. Các nhà khoa học của Liên Xô đã làm việc bất kể ngày đêm từ năm 1946 đến năm 1949. Tại Semipalatin, Kazakhstan đã cho nổ quả bom hạt nhân đầu tiên có sức mạnh gấp hàng chục lần quả bom của Mỹ. Trong giai đoạn từ năm 1946 đến 1949, Mỹ cũng không thể triển khai kế hoạch ném bom Liên Xô vì diện tích quốc gia này là quá lớn. Máy bay B-29 của Mỹ dù có được cải tạo để mang bom nguyên tử cũng hoàn toàn không đủ sức để oanh kích toàn bộ Liên Xô. Chiến tranh lạnh nổ ra và người Anh đã bị cho ra rìa, trong khi Mỹ thì vẫn luôn nhăm nhe thực hiện kế hoạch của người Anh. Khi hàng loạt các kế hoạch ném bom Liên Xô được đề xuất vào những năm 1957-1960, nhưng sau cùng thì chẳng có kế hoạch nào được thông qua. Và rốt cuộc thì người Mỹ cũng chẳng cần dùng tới bom nguyên tử. Liên Xô cũng đã sụp đổ vào năm 1991 và kết thúc một kỷ nguyên huy hoàng của những người cộng sản tại châu Âu. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về kế hoạch tấn công Liên Xô hậu Thế chiến II của Anh và Mỹ. Các bạn có suy nghĩ gì về kế hoạch này? Nếu như ngày trước đó Anh liều mạng tấn công, thì trật tự thế giới liệu có khác? Hãy để lại ý kiến cùng Battlecry bàn luận nhé!